Tật kiệt về Thuận Thiên từ cuối 23. Cái vườn này là hai giỏi khen Kiệt á, nên bữa nay cho Kiệt xuất hiện thôi. Anh là anh từ chối cái vườn này ngay từ đầu, mà em thấy tội em nhận. Ai, cái vườn này là 900 cây. Cả nhà nhớ cái vườn này không? 900 cây xì mũ trên 800 cây. Em tới cái vườn này từ hồi đó tới giờ là bao nhiêu lần rồi, nhớ nổi Chắc không không nhớ nổi anh. không? Chắc cũng hơn chục lần. Dạ. Giỏi đó Kiệt, em đi coi các vườn đi, từ Đắk Lắk Dạ đạp một dạ. mạch về. Trời hơi tối 4 giờ rưỡi. Anh không nghĩ là em giữ được cái vườn này luôn á Kiệt. À, bữa trước mình quay hơi tối ha cả nhà. Trời ơi, hôm trước bắt đầu anh quay từ cái chỗ này, từ cái chỗ cây chết sẵn đây. Đi đi, đi ấy đi rồi ấy chứ tối. Vất vả mà kỳ kỹ lắm, đi từng cây. Tại vì Tuấn không nhận, mang tiếng. Ở đây là vùng đây là đứt liễu ha. Đứt liễu, bù đăng. Đây, từ cái cây chết sẵn này. Đấy, thì cái khu vực này. Đấy, hồi đó Tuấn đứng quay là ở đây. Ở chỗ mấy cây chuối kia nữa. Đấy, tí tí xíu Tuấn đi lên. Đó, thì cả nhà thấy rằng là có một số cây nó nặng như thế này thì không thể cứu được rồi ha. Thì có Thuận Thiên chỉ là phục hồi những cây tổn thương dưới 50%. Như cây này bữa trước Tuấn cũng có quay đeo trái vậy thôi chứ không cứu được đâu. Chắc cả nhà coi lại clip sẽ nhớ. Đấy ông chủ vườn đấy, nhưng mà Tuấn sẽ không quay mặt chủ vườn vì nó cũng không cũng không có gì để vui. Ai, nhưng mà giữ vậy được là tốt rồi. Đấy, cả nhà có nhớ mấy cái đám chuối không? Nhưng cả nhà nhớ nha, chỉ là cứu cây và cứu trái được lúc nào hay lúc đó thôi, chứ cái hố mà nó sâu như thế này này cả nhà, đây nè, nó đi nó tới rúng Tuấn nè, cái vực nó sâu tới cái rúng của Tuấn nè, thì không không bây giờ trên tinh thần của chủ vườn đã nói rồi đấy nha, nhưng mà lặp lại thôi là chết cây nào thì trồng lại cây đó thôi ha. Đó, cái đợt tới là bông là không, gần Tết không có người tỉa bông luôn, bông ốm như cây tâm nhang. Cả nhà có nhớ khu vực này không ạ? Đấy, đấy cả nhà coi vạt này, vạt đến cỡ này này, mà vạt chắp dòng về đây được dính có một miếng da này thôi này cả nhà, dính được 50% da thôi cả nhà coi này nhá, vạt nè đấy. Đấy. Đấy cả nhà coi, càng trị thì càng chết, càng vườn bệnh càng có điều kiện, có còn tài chánh trong nhà nhiều chừng nào thì càng chết nhanh chừng đó. Thấy không cả nhà, này chết đứng luôn này cả nhà đó, thấy không đó, sầu riêng cùi đây. Rồi Tuấn sẽ đi đấy, thấy không, nó không thể đâu, phải gọi thường xuyên mà sớm sớm một xíu. Ví dụ như mà gọi từ cái bắt đầu xì từ mùa mùa mưa 2023 thì đỡ, tháng 12 Kiệt như nhận vườn này là sau Tết. Kiệt Kiệt nhận vườn này là sau Tết đó Kiệt, hay trước Tết em à? Trước Tết à, vợ Kiệt vô Thuận Thiên là nhận luôn vườn này, đúng rồi. Thiên được khoảng 15 ngày thì nhận luôn cái vườn này. À, nên là cái gì chứ mà sai ngay từ đầu từ thiết kế là thua, thì Tuấn cũng nói luôn là năm nay ai trồng sầu riêng thì cố gắng đất nghiêng thì trồng sao mà sau khi phải coi cái giá thể đó, sau khi nó lúng ha, tại vì trong cái hố thì người ta hay trộn những cái giá thể hoặc là chúng ta cuốn nó tơi xốp, thì chúng ta làm sao mà chúng ta tính toán được khi nó lúng xong đó, thì nó bằng bằng mặt là vừa, còn đất mà đất bằng á thì sau khi nó lúng xong nó phải cao lên được 10 tới 15 cm à, từ cái mép bịch đó, từ cái cổ rễ đó ha. Đó. Tại vì đất nghiêng thì sau đó nó sẽ tự nó trôi và nó sẽ lòi cái rễ ra à, thì trồng mà sau khi lúng xong ha bằng mặt đất là vừa, tức là sau khi trồng khoảng được 6 tháng đó mà nó bằng mặt trên đất nghiêng này ha, trên đất đồi nghiêng này là vừa. Đấy, cả nhà có cái cây này thì có thể này, chứ cái cây này nó sâu như thế này thì làm gì được, không làm gì được hết ha. Ồ, cây ngọn này ra, phải giữ được cây ngọn này nha anh Kiệt nha, để tí nói chuyện nhà nói chuyện này, cây nhà có chết này. Đấy.
phải giữ được cái cơi ngọn này. Rồi sẽ làm sau đó một cơi ngọn nữa thì chúng ta mới bước vào vụ trái của 2024. Hơn đi ra ngoài đường cho cả nhà thấy được là đó. Cái cây này là có còn xì cái chỗ nào không nè, nó lành này, nó bông ra này cả nhà. Cây nào mà không vạc á thì nó đỡ hơn đó, không vạc thì nó đỡ hơn, thì nó rạn ra rồi này cả nhà. Đấy, bây giờ phải đợi hái trái xong. À, nó rạn ra rồi nè cả nhà nè, thấy không nè, nó rạn ra thì nó bông cái vôi này ra được chứ đâu có làm gì cho nó bông vôi được. Đấy, thì bộ lá nó phải phát triển, rễ nó phát triển thì nó mới vận chuyển dinh dưỡng được. Chết nè, chết nè. Wow, không ngờ, không ngờ mà giữ trái được như thế này luôn. À, nghe Quyết báo cáo về cái vườn này là Kiệt rất là vất vả, nhưng mà đấy, à, kỹ thuật của Thuận Thiên là phải tôi luyện vậy á. Tuấn là Tuấn không muốn nhận tại vì nó quá nặng rồi, ai ăn ốc đâu bắt tôi đổ vỏ. Ổn quá chứ, trời ơi, giữ được vậy là mừng. Để mình đi lên thêm một xíu nữa. Đấy, phải giữ được côn trùng bộ lá này. Đấy. À, năm ngoái được có mấy chục tấn à, nhưng mà năm nay thì chủ vườn nó 100 tấn, như bằng Quyết bằng Kiệt thì đoán nó khoảng 80 tấn thôi là như vậy. Đấy, bây giờ da nó rạn ra được như thế này nè. Cái da nào mà nó rạn được sớm, nó rạn được tốt, nó khỏe hơn ha, thì nó sẽ bông cái vôi này được, tốt hơn. Đấy. Quét làm gì? Xin thưa, nó bệnh là nấm phi tốt, là bệnh từ đất. Đất nó thoái hóa thì nấm phi tốt. Và Fusarium nói chung là mắm có hại, nó mới cực kỳ phát triển. Đất càng chua chừng nào thì nó càng phát triển chừng đó. Nên ông nào mà đất càng chua vừa rồi thì mùa rồi rẹp sáp càng nhiều chừng đó. Để lên coi mấy cây thái trên này cũng ổn rồi ha, cũng có trái rồi này cả nhà. Đấy, để được 80 tấn trên, chắc không, để coi, 900 cây mà chết chắc không biết còn được 800 không à. Nhưng mà chúng ta thấy cái tỷ lệ chết nó cũng không có nhiều, trừ những cây mà bước vào nó quá nặng thì chúng ta không làm gì được thôi. Cả nhà coi nè, vườn này rộng lắm mà phải đi từng cây á, rồi hệ thống tưới nữa. Trời ơi, cái bát này nè, thiếu nước, đúng ra là nó đậu nhiều hơn ấy, thiếu nước rồi sau đó là dư nước. Tại vì sao ạ? Cái này không có bù áp, nên là sau đó là mấy cái chỗ mà gần máy đó thì nó lại mạnh, mà cuối máy thì nó lại thiếu tùm lum thứ hết. Nên là nghe mấy bạn nói là nếu như mà chủ vườn mà biết cân đối về nước, mà vườn nó rộng quá mà, thì sẽ đậu trái nhiều hơn. Nên làm với Thuận Thiên thì xin thưa cả nhà là có 10 cái sản phẩm thôi. Thì chúng ta cứ linh biến này, cây này là chết trước rồi ha. Nó sâu như vậy đó cả nhà, tới ngực. Đấy, có những cái chỗ còn mối Thuận Thiên là chỉ cần, tại sao bạn Phú bạn quản lý được một mình mà quản lý được tới hơn 300 mấy chục nông dân như vậy, là thật sự là sau một năm thôi thì nông dân làm với Thuận Thiên là đã biết về quy trình rồi. Ai giỏi với bạn Sơn thì thành công gần như 100%, ai dở hơn thì thành công 70-80%, ai dở hơn nữa thì thành công 50%. À, thì cái sự nó khó, nhưng mà sau đó là gì ạ? Sau năm sau là tự biết rồi. Chứ tôi thấy trên Gia Lai bây giờ là đứng kỹ thuật á, 1 kg 3.000. Nhưng xin thưa, đứng kỹ thuật xong thì sau đó là thu xong một cái thì xì mũ và chết. Có những nông dân bây giờ muốn, mấy hôm nay muốn làm với Thuận Thiên nhưng mà lỡ hợp đồng với nhau, ăn chia với nhau thôi, tỷ lệ rồi. Nhưng mà họ rất vui là họ ý thức được rằng là càng bón thì càng chết, càng trị, càng bón thì càng bệnh. Đấy, càng bón phân thì càng bệnh. Phân gì lạ vậy? Đấy. Mà càng đục đẽo, càng trị, càng đổ thuốc thì càng chết.
Đấy. Cả nhà coi nè, nó mát như cái đập đám cưới như thế này, thì sắp tới mưa dầm những cái cây này vạt hết. Đấy, phải chứ đừng có vạt thì nó đỡ hơn, vạt hết. Đấy. Nhiều vườn ha, vừa rồi Tuấn chưa có thời gian cập nhật lại vì nắng quá, nắng nóng quá, nên là để cho Kiệt và Quyết đi chính là chính là có kết quả hết. Nhưng có một số vườn là gì à? Nửa đường thì Thuận Thiên không bán thiếu, mà sau khi phục hồi xong thì gì thì lại không có tiền nữa, thì bây giờ phải chấp nhận cho qua hóa chất thôi. Hóa chất như cái vườn này, hóa chất năm ngoái là cho nợ 1,2 tỷ, sau rồi mới cuối mùa rồi mới lấy tiền đấy. Nhưng mà nợ 1,2 tỷ được có mấy chục tấn à, hình như là được 30 mấy 40 tấn gì ạ. Bữa đức anh ngồi uống nước trà anh nói mình quên rồi đấy. Thì cho nợ đó, nợ xong là cuối cùng vậy nè. Nên là hồi hôm qua hôm kia khai trương cái đại lý mới ở Chư Bà Rông, ok phải ra ngọn phải giữ ngọn đợt này, xong tiếp tới một cây ngọn nữa thì mới tới làm trái. Đó. Và không sao hết, chuẩn bị sau đây là chuẩn bị cắt rồi ha. Yên tâm ha, có nắng có mưa này, phun kali lên, liều cao lên, phun công thức côn trùng trong kali, thì bị 400 thì đưa vào 500 luôn để phun vào luôn để giải quyết. Mùa này có rệp sáp ha, tại vì vỏ nó ngọt á, đôi đó nó có rệp sáp thì chúng ta đưa cái giai đoạn cuối này là đưa cái kali vào. Đó. Giai đoạn đầu thì NPK cao, sau khi trái lớn hết cỡ thì đưa lăng vào cao. À, giai đoạn cuối trước khi thu hoạch này 20-30 ngày thì đưa kali cao lên. Còn khi mà nếu chúng ta bị dư đạm thì chúng ta phải dùng NPK lăng và kali bằng nhau. Thí dụ cái phi đó là 300ml, mình nói ví dụ vậy, thì 100ml lăng, 100ml kali, 100ml NPK sửa trái lại. Đấy, hoặc là bị heo gì đó, lại loại như vậy. Thấy nó lớn quá, những trái mà cây mà nó bộ lá nó tốt mà nó thì thiếu trái tốt rồi. Đọt nâu rồi, bây giờ phải giữ cái cây ngọn này nha, phải giữ cái cây ngọn này, xong rồi cây ngọn nữa. Qua tháng 9 làm sớm thôi, vườn này phải làm sớm và chết cây nào thì trồng lại cây đó thôi, chứ Thuận Thiên không có dám hứa gì đấy. Cả nhà coi nè, nó sâu như thế này nè, đấy, cái vực nó sâu như thế này nè cả nhà này, đấy, đất ở dưới đây nè, đấy, sâu vậy đấy, khủng khiếp không, đấy, làm gì được, đấy, cái lòng chảo này làm gì được, cái ghế đây mà còn thấp, cái ghế đây mà cái bờ nó còn cao hơn cái ghế đây nữa, đấy, cái bờ nó còn cao hơn cái ghế này nữa thì cả nhà biết rồi đấy, nên cái size này, cái này, nó sâu như thế này nè cả nhà coi, nó sâu như thế này cơ mà, sâu không có lối thoát, đấy. Đấy, cái bờ đấy. Nên là hôm vừa rồi tôi đọc một cái bài báo mới nói là sầu riêng phải trồng cạn này kia. Hồi mà tôi nhớ hồi xưa tôi học ở ghế nhà trường cũng là đào lỗ trồng sâu. Đấy. Nên chỉ cần một cái kỹ thuật nó sai một cái thôi là hệ lụy cho người nông dân mấy chục năm. Hôm nay từ E Hà Leo ghé vào thăm vườn của anh Tuyên, trên đường về gặp một cái nông trường trồng sầu riêng, cà phê theo phương pháp mới, tức là cây 1 mét, hàng 3 mét, và trồng bằng mặt, tôi mừng quá trời. Nếu cà phê mà trồng bằng mặt từ hồi xưa giờ thì xin thưa năng suất không phải là 4 ký, 5 ký khô đâu bạn, nó lên tới 7-8 ký khô từ lâu rồi. Trên này là thái nó đỡ hơn này cả nhà, nó còn khỏe hơn, tại vì cái lá thái thì nó to. À, dịp lục tố của nó thì cao, nặng đến rằng là gì ạ? Nó quan hợp vào hô hấp nó tốt hơn. Nó quan hợp vào nó hô hấp nó tốt hơn là cái ri. Nên các cái vườn yếu yếu đầu mùa mưa này thì ri có nguy cơ là bị nắm trái. Nhưng mà thái thì nó sẽ đỡ hơn. Là như vậy, cái này thái. Mừng rồi. Cây về là được mấy chục trái rồi. Mẫu trái tròn đó chứ. Công nhận bộ lá kém mà công nhận anh này ảnh xử lý tốt.
Hôm nay thì hôm hôm qua đi thăm vườn, gặp một cái vườn nhảy ngang vào làm, bắt đầu rụng rụng sau cái xã nhụy rụng thì bị nhện cạp hết, mà trọng khen là anh Tuấn. Bữa nay là năm nay là em thấy rõ luôn cái bộ sản phẩm của mình á, là nó tái tạo được diệp lục tố sau khi bị nhện cạp. À, như vậy. Đấy, cho nó mở lá đợt này đi. À, phun kali vào trái. À, cái chuyện tưới gốc là một phần được, nhưng mà Tuấn nghĩ rằng là cái kali này dưới đất nó rất là nhiều, nên các cái vườn mà trong giai đoạn thu hoạch mà có nắng nhiều hôm mưa, tức là 3 4 ngày nắng 1 ngày mưa, thì gần như là không cần phun kali, không cần phun kali lên trái nó vẫn vàng, nhưng mà lá thì họ thích nó vàng, nó càng vàng họ càng thích, thì mình cho phun phun lên, phun là nó nhanh nha, phun lên trên rồi nó cũng rớt xuống dưới. Mà cái kali Tuấn không khuyên là đổ dưới đất đâu, đổ dưới đất là các cái vườn mà nhảy ngang vào đấy. Ừ. Thì nó bị thiếu kali, chứ tại chúng ta phân hóa mầm hoa cái kali nó rất là nhiều, và hữu cơ thì nó sẽ không mất đi đâu, chỉ cần có nắng ha thì nó lấy được. Nhưng mà nếu cái vườn này nó mát quá mà ẩm độ nó cao quá mà chuẩn bị thu hoạch thì phải xiên phun đó, thì phải xiên phun lên trên trái, phun lên 3 ngày sau là vàng ngay, công thức gì cũng được ha, nhưng mà phải nhớ là phải có xíu NPK giai đoạn cuối này, lúc nào cũng phải có NPK nhưng ít thôi, có thể một phi nó đâu 100 ml thôi nha, chứ không không có NPK là không được đâu. Nhưng mà kali thì tăng lên 500 400 được cái chứ, ổn quá chứ. Là bệnh bệnh kinh khủng nè, nên nên tin hay không là do là tùy thôi ha, chứ Thuận Thiên sẽ không, đây là tiện đường cũng cập nhật thôi nhé. À, cái vụ như cái vườn của xì mổ trên ở chỗ Long Khánh của anh gì đó là ok rồi, bây giờ nhiều người làm theo rồi, nhưng mà Tuấn chưa có thời gian mà lên cập nhật. Vườn anh Khương hả? Anh Khương đây, sau khi là nhận hàng của mấy ông miền Tây hay thật đó nha. Thuận Thiên đây tới lui liên tục đây mà chưa gì, mà người ta nhận hàng từ miền Tây lên không có kỹ thuật mà cũng dám nhận. À, như cái cô ngày hôm qua cũng vậy, còn 1.300 lít thuốc đốt đọt á. Hỏi sao mà cô nói sao mà chuyển lên tôi nhiều vậy? Nó nói là sắp tới nó lên thu mua sầu riêng lại rồi nó sẽ lấy cái này về. Bây giờ rụng trái tè le hết trơn thì nó chặn số luôn. Ồ, được cái chứ. Nè, sâu như thế này nha cả nhà. Sâu như cả này thì bây giờ thì non đó rồi, bắt đầu mới khai cái mương chảy từ cái này qua cái này chết nữa. Dưới này còn sâu nữa, cái cây dưới này còn sâu hơn nữa thì chết nữa. À, như vậy không không ấy được đâu. Đấy, thì chẳng thà nó xấu nó chết thì không có nói gì đâu ha, nhưng mà nông dân mà nó đang đẹp thế này mà sau sắp tới là mưa nhiều, năm nay lại lại La Nina nữa chứ, giữa El Nino và La Nina chuyển pha có mấy tháng thôi, thường người ta chuyển tới 1 năm lần, chuyển qua El So rồi mới tính La Nina đấy. NPK của Thuận Thiên Amino đấy, của Thuận Thiên phân phối nè, Thuận Thiên nè. Đấy. À, nhưng mà phải khen á, phải khen ảnh nhiều việc mà ảnh giữ cái mẫu trái nó tròn á. Chà, cây này còn miếng da nào không? Cái cây kia thì thấy còn dính được 50% da còn không? Y chang cái cây kia thôi. Chưa biết được đâu anh. Không không biết được đâu anh ơi. Nè anh nè, anh nè, cái cây cây nãy mới quay thì cái 50% nó còn còn cái này nè, nó thúi nhũn luôn nè. Thì không không không, cây này không có ấy được đâu nha. Đấy. À. Và những cái cây này nội sinh nó kém thì coi chừng nó bị thúi. À. Sâu như thế này mà trồng sâu cái vực như thế này mà lên tới lưng quần em rồi. Mặt đất từ kia đến đây là lên tới lưng quần em rồi. Cái này thì không còn đường dẫn nè, không không còn một miếng da nào. Còn một xíu da 30% chỗ này thôi.
em không không muốn quay anh nên em xoay ống kính, tại vì nó cũng không không có gì để mà đấy, thấy cả nhà không, nên là nếu bị xì mũ thì dạ thì trước khi chết lưu giống lại cho đời mà anh. Dạ cắt đi, cắt sớm đi. Dạ trước khi chết lại không có ái được đâu, đâu có còn mạch dẫn nào đâu. Anh vô anh rờ coi còn có một xíu 30% da à. Nên dạ không đâu, không đâu, của em phải thần dược đâu. Dạ được nhưng phải được 50% da. Như cái đằng kia kìa, được kìa, có thể nè, cái đằng dưới đó. Còn 50% da mày phải rờ vô cái da nó được tái tạo kìa. Chứ nó nhũn như thế này nè. Dạ vâng, nhìn nó tươi, nó có sức sống. Cái này nó úa màu rồi mà anh. Nè, mọi người ra cơi mà nó có ra cơi được đâu. Nên đừng có kỳ vọng quá, tại vì nếu bới bắt đầu bị thì gọi thuần thiên chứ mà muộn quá thì không thể, không thể. Bữa nay thì Tuấn rảnh cũng đi lên tới trên này cho cả nhà coi ha. Và làm việc với nông dân là như vậy đấy, nhưng mà coi chừng là sau này coi bị trách đấy, tại vì năm nay mưa nhiều mà mưa. Và với cái tán nó giao nhau như thế này, nó mát như thế này. Trái ghê hả? Ồ, đỡ ghê chứ. Cây này thì có thể nè. Ê, bắt đầu mưa rồi. Nhưng mà cây này không thể nè cả nhà. Tại vì đây nè, nó chảy nước xuống đây nè. Đây là điều tối kỵ trong trong canh tác nè. Tại vì mỗi cây á, cái nội sinh nó khác nhau. Nha. Và đương nhiên là trong gốc của nó luôn luôn có những cái nấm đối kháng để bảo vệ, nhưng mà ở nơi khác mà tràn vào nữa thì nó không bảo vệ nổi đâu, lực lượng tại chỗ nó không đủ để mà chiến đấu theo cái bên ngoài, bản thân tại chỗ là đã không muốn đuối rồi. Cái vườn này mà trồng cao một cái thì nông dân sắp tới giàu luôn, mặc dù nó nặng vậy mà tới với thuận thiên muộn vậy, nhưng mà sẽ giúp được. Mình không sợ cứu cây, nhưng mà trái đó cả nhà thì mình không dám là mình giữ được, vì bông nó ốm quá nên mình mới nói bằng kiệt là không có nhận. Nhưng mà anh này thì cũng có nói trong clip trước rồi ha, anh này thì đã từng làm với Thuận Thiên trước đây, xong đến khi làm trái thì ảnh mới làm hợp tác với kỹ thuật ăn chia bằng hóa chất. Và năm ngoái thì ảnh tự làm, và năm nay thì trước Tết thì nó tà le rồi anh mới gọi Thuận Thiên. Coi cái cây này coi. Nên ảnh hiểu, tại vì ảnh là từ thời 2018 là ảnh đã về với Thuận Thiên rồi, khô rồi ha. Cái này thì mất hết 30% thì cứu được. Đấy. Hy vọng là đầu mùa đừng có mưa nhiều. Tại vì những cái cây mà nó bị nặng thế này mà nó đeo trái nhiều như thế này đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, trái dưới này nữa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 trái. Sâu không cả nhà, coi nè, hố bùm. Đấy, trên tinh thần là được cây nào thì mừng cây đó thôi, còn chết là trồng lại ha. Nên nhiều cái lý thuyết quy chụp. Hồi Tuấn kể lại hồi cái thời mà 2009 Tuấn làm về hữu cơ sinh học ấy. Hồi đó Tuấn thời nó làm quét. Tuấn thấy người ta tiêu nó chết ấy, mà người ta trồng sâu ấy. Thì Tuấn biết là trồng như cái nón vậy đó. Tán tới đâu thì cái nón cái đó nó cao nó nhọn lại ngược lại với người ta. Thì người ta hỏi Tuấn là làm như mày á, mùa nắng lấy nước đâu tưới, tưới sao mà nó giữ nước được. Thì tôi mới hỏi ngược lại họ là anh chỉ có khi nào cầm cái ống mà tưới vào trong rừng chứ chưa. Làm với Tuấn đi, thời gian đi mấy tháng thôi ha. Nên là các cái vườn mà làm với Thuận Thiên là mưa phải là trên 30 phút mới có nước chảy. Nên dẫn đến là nếu trên cái diện tích lớn nha, thì chắc chắn sau một năm mực nước ngầm sẽ tăng lên. Diện tích phải lớn, phải vài trăm héc á. Đó. Rồi một phân tử hữu cơ giữ nhiều phân tử nước, 3 cho tới 5 phân tử nước tùy theo.
tùy theo các loại hữu cơ, nên nó mới chống chọi cái hạn vừa rồi. Và người ta hỏi nói tiếp với Tuấn là có những người bảo thủ ấy, người ta nói ồ cây này trái đẹp quá, nó khô này cả nhà, thì người ta nói mày nói sai rồi. Người ta nói đặt hồ tiêu, mà không biết hồi đó ông nào đặt hồ tiêu. Hồ tiêu phải có cái hồ chứ. Thôi tôi nói, nếu mà nói anh chị vậy thì tôi chịu luôn. Tôi không biết ông nào đặt tên cái hồ tiêu. Cũng không biết có ông nào mà đặt cái lý thuyết là đừng có rằm lá nhiều, đừng có cành nhiều, vì lá 300 cái lá là nuôi một cái trái rồi. Trời ơi, Lại luôn. Trong khi cái lá là cái nhà máy chế biến dinh dưỡng cho cây trồng, rễ là hệ thống cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, với điều kiện pH đất phải trung tính và dinh dưỡng trong đất phải là dễ tiêu. Đấy, nó là như thế. Ôi, đẹp phải chứ. Yeah. À, nhưng mà hồi nãy gặp chị đó, thì chị lại trách là tôi tới đây có 2 lần rồi, nắng nóng quá trốn luôn, thật sự có tuổi rồi sao cả nhà. Bộ đội đi xuống Bến Tre cái mà nó sốc nắng, nó muốn bệnh luôn. Không thấy tới. Tôi định hỏi ngược lại, vậy chứ chị xài mấy ông hỏi chắc có ông giám đốc nào tới lần nào không, và nói là chết nhiều không ăn thua. Đấy, chết có mấy cây như vậy đấy, tốn rất là nhiều tiền. Ây da, ung thư giai đoạn cuối đấy. Bây giờ nhiều cỡ nào, nhiều cái nào, chi phí của Thuận Thiên bây giờ đó có bằng 3 trái sầu riêng không? Không tới, chắc chắn từ hồi Tết tới giờ không tới. Chắc chắn một điều luôn là như vậy. Nhưng một cây sầu riêng nó mới là nhiều tiền. Đấy, như cây này thì có thể là không cứu được rồi nè. Nó cạn thì còn cứu được chứ mà nó sâu thế này. Khô hết rồi nè, nhưng mà sâu quá và nó bị nặng. À, còn cái miếng da bên đây. Da trên đây cũng rạn rồi nè. Nếu cái này trồng cạn là cây này cứu được. Nó bị như vậy mà nó cũng rạn da được, sâu quá chịu. Rồi nói chuyện với cả nhà như vậy ha. Đấy, năm nay thì vỡ vạc rồi ha. Thiếu nó có cái giá của thiếu hết cả nhà. Xin thưa tôi nói thật nè, bán thiếu nè khi nào cũng phải cộng lên 30%. Một là cộng giá, hai là làm cho chất lượng sau nó giảm đi. Vì đòi nợ giỏi nhất, người này đòi giỏi nhất, tức là dùng cả đỏ rồi đen gì luôn, nó đại loại vậy đó, thì đòi nợ được bao nhiêu 70% thôi. Nếu bán thiếu thì buộc lòng họ phải nâng giá lên, hoặc là họ phải giảm chất lượng đi. Tôi không làm được, và tôi cũng không có văn hóa này. Tại vì hệ thống đại lý của Thuận Thiên là trên 99,9% là từ nông dân, họ hiền lành và họ không có nghiệp vụ đòi nợ đỏ đen gì trơn trọi đấy. Chứ có bà chị của Tuấn là ở Bình Phước đó, là người không có vườn thôi. À, mới cần có đội ngũ kỹ thuật và bằng kiệt được đưa lên đây năm nay để vực cái Bình Phước lên là như vậy, vì không thể đòi hỏi bà chị Tuấn hơn được đấy. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình của nhà chị nên Tuấn phải cho làm cái đại lý. Nó là đại lý của Tuấn là phải hạnh phúc, bán ít xài ít. Nếu bán công nợ doanh số có thể tăng gấp mấy lần rồi, nhưng không hạnh phúc đâu cả nhà. Ảnh lại trồng ở trên đây này mới ghê chứ. Tuấn nói thôi nghỉ ngơi đi nha, một người 150 cây sầu riêng thôi ha, không phun đồ kịp là cũng không mấy được đâu. Ghê thật ấy. Trời ơi, còn cái đồ bên đây nữa khiếp. Nên hai vợ chồng 300 cây sầu riêng là ổn. Tại vì bây giờ đó cả nhà biết không, thuê mướn á nha. Thôi mình đi cái ngoài kia là mình ghé mình. Thì sau khi làm với các cái vườn Thuận Thiên mà thành công á, thì cái người thuê mướn đó, cái người mà gọi là đệ tử ruột đó, người ta nhảy rất nhanh và lương người ta rất cao luôn. Tại vì nơi khác người ta mời vào ngay và luôn. Đấy. Rồi cả nhà coi làm với Thuận Thiên á, đâu có mất 3.000 một ký. 3.000 một ký á, đứng kỹ thuật á, 3.000 một ký. Chưa đâu à. Họ kê cái to thuốc, họ còn hưởng cái đầu thuốc bên kia nữa à. Chứ không, họ lời tới mấy đầu lần à. Nên là may sầu riêng ở giá này, chứ lỡ lá 40.000 thì làm sao, 30 mấy ngàn thì làm sao. Nên người nông dân mà không làm chủ trên chính mảnh đất của mình là thua.
Nên làm với Thuận Thiên là nông dân có được kiến thức, chứ không phải là chỉ biết xịt 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 mà không biết tại sao có con rầy, tại sao cây xì mũ, tại sao trái rụng, không biết. Thôi mình đi ra ngoài đường nhé, mình đi ra ngoài đường. Rồi bộ lá này, rồi phun lên trái yên tâm, không có sợ lại cơm lại kiết gì đâu, chỉ cần phun 3 ngày sau thôi là nó vàng rồi. Đây, còn mở rộng thêm nữa. Tôi lại rồi, có lẽ là Tuấn chọn hạnh phúc sớm, còn Tuấn nói ảnh 60 mấy tuổi rồi mà mở rộng chi, vẫn mở chi vậy. Thời gian này tôi chọn hạnh phúc, tôi bỏ thêm quỹ lương lên cho bạn Quyết và bạn Kiệt để tôi được thông dong một xíu. Cực từ hồi nhỏ rồi, 3 tuổi rưỡi đã cực rồi, thời sống ở Bình Thuận này, kinh tế mới, rồi sau đó vào Bà Rịa Vũng Tàu 10 năm, sau đó vào Vũng Tàu lại cực tiếp thì phai. Nên lần đầu tiên hôm rồi, cách đây 20 ngày được đi du lịch, đúng nghĩa đi du lịch, đi nước ngoài nhiều lần nhưng mà toàn đi công việc không. Đấy thì tôi khuyên cả nhà là ít thôi mà chăm cho nó tơi, trốn 2 vợ chồng 300 cây thôi thì đâu đó lại thành công, 600 cây lại thất bại. Thất bại luôn. Đấy, và khi thất bại thì sao ạ? Có hạnh phúc không? Không, cãi nhau đi chứ. Ông đổ bà đổ ông nữa. Và khi canh tác của Thuận Thiên thì Thuận Thiên sẽ dạy cho họ đúng sai và không có cãi nhau. Như vừa rồi các vườn ở Chưa Bờ Rông á, cái ngày đầu tôi vào đó là hai người cứ cãi nhau. À, nhưng bây giờ thì cười toe toét. À. Ok, tốt rồi ha. Rồi, ổn rồi. Rồi, Tuấn đóng clip này lại ở đây ha, tâm sự với nông nhân xíu như vậy. Đó, và hai clip này tôi đều nói bởi một câu là gì ạ? Coi lại tại sao càng bón ha, phân càng bón dinh dưỡng, càng xịt thì càng chết bệnh càng sớm, bệnh càng sớm. Và càng trị thì càng nhanh chết hơn. Nói thật nha, mấy cái vườn mà không có tiền, nhiều khi nó mới bắt đầu nó xì xì á, để tự nhiên như vậy đôi khi lại cứu được cây đấy. Tại cây nó tự chữa lành được. À, với điều kiện là chúng ta đừng đưa quá nhiều hóa chất. Cây nó chữa lành, đất nó chữa lành bệnh và thiên địch nó chữa lành về côn trùng. Nên chúng ta mà cứ tham xịt cái TS lúc nào cũng cao rồi lén lén pha thuốc bảo vệ thực vật vô để xịt cái lăng đùng ra chết liền thì xin thưa, nó mất đi thiên địch thì nó không khả năng nó tự chữa lành được đâu. Nó không tự chữa lành được nhá. Phải để cho cây nó khả năng, và khi nào nó quá cái ngưỡng lên thì chúng ta mới can thiệp vào là như thế. Rồi thôi để Tuấn tắt cái clip này ở đây, xong Tuấn sẽ nói chuyện với người nông dân một xíu nhé. Là như vậy.